bệnh của con bé trở nặng rồi. Chú chỉ sợ là sau này con bé nó không thể ca hát nhảy múa được nữa. Ca hát nhảy múa là đam mê lớn nhất của Bảo Ngọc. Thật sự là không còn cách nào khác sao chú? Cô chú cũng đã tính hết rồi, bán miếng vườn ở nhà để lấy tiền lo chữa trị cho con bé thôi. Thường ngày Bảo Ngọc đối xử tốt với chúng ta, bây giờ Bảo Ngọc bị bệnh thì làm sao chúng ta có thể bỏ mặc được? Team chúng ta sẽ tham gia giải đấu này và phải giành chiến thắng để lấy tiền thưởng nó về chữa bệnh cho Bảo Ngọc. Yeah! Hiệp 1 đã kết thúc. Như vậy là Tony đang bị dẫn trước đến 2 bàn. Có thể nói họ đã rất cố gắng để đi đến trận đấu chung kết này, nhưng mọi nỗ lực của họ giờ đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Vinh! Bảo Ngọc, sao bạn lại tới đây? Thì hôm nay mọi người đá trận chung kết, mình phải tới đây xem chứ. Bác sĩ không có cho đi, nhưng mà Bảo Ngọc nhất quyết tới đây để xem tụi con đá trận chung kết. Rồi sau đó Bảo Ngọc mới làm phẫu thuật. Tôi đã thấy được hết tất cả nỗ lực và cố gắng của mọi người trong trận chung kết. Cảm ơn mọi người đã vì tôi mà tham gia trận đấu này. Còn bây giờ mọi người hãy thể hiện hết tất cả đam mê của mình. Thắng thua không có quan trọng đâu. Quan trọng tất cả mọi người vẫn là người hùng trong lòng của tôi mà. Chú là người hâm mộ các cháu mà. Chú thường xuyên theo dõi tin tức của các cháu. Chỉ xem trên TV thôi cũng đã rồi. Hôm nay á, là trận chung kết. Chú nhất định phải tới đây xem. Không chỉ gia đình chú mà gia đình của các con á, ở dưới quê cũng đang xem trận đấu này. Ê! Bình thường cha mẹ tao đâu có thích xem đá banh đâu. Vậy mà bữa nay họ xem trực tiếp mình đá luôn kìa. Phải cố gắng lên mới được. Cái gì vậy? Mấy trận thắng của mình không biết họ có theo dõi không nữa. Mà tự nhiên ngày hôm nay trận chung kết mình đang thua 2 trái mà họ đang xem trực tiếp, tức thiệt chứ. Chúng ta tới đây xem á, không phải là quan trọng chuyện thắng thua, mà gia đình của các con cũng muốn tới đây xem nữa, nhưng sợ gây áp lực cho các con, cho nên họ chỉ xem ở dưới quê thôi. Các con vừa dạy cho chúng ta một bài học. Trong bất cứ trường hợp nào mình cũng phải cố gắng vượt qua để hướng tới một tương lai tốt đẹp. Cô chú cảm ơn tụi con đã dành tình cảm cho Bảo Ngọc nha. Mọi người ơi, mọi người hãy dùng hết tất cả nhiệt huyết và đam mê của mình để tham gia trận đấu này, cũng như mọi người luôn thể hiện nha. Mọi người hãy vì Bảo Ngọc, vì người thân ở quê nhà, cố gắng lên. Yeah! Ra sân thôi nè. Mọi người ơi, cùng nhau cổ vũ cho team Tony nào. Trận đấu thứ 2 chuẩn bị bắt đầu và chúng ta cũng thấy là mặc dù đang bị dẫn trước nhưng mà tinh thần của Tony đang rất tốt. Tất cả những khán giả đang dành cho họ những sự khích lệ, những sự cổ vũ và hy vọng rằng các cầu thủ Tony sẽ thi đấu quật khởi trong trận đấu thứ 2 này. Mọi người đã thấy được tình cảm của khán giả dành cho chúng ta rồi chứ. Ngay lúc này, bỏ qua chuyện thắng thua mà hãy tập trung thi đấu hết mình bằng niềm đam mê. Và mọi người cũng phải hãnh diện khi được thi đấu trực tiếp với thần tượng của mình chứ, đúng không? Đúng! Đúng! Quyết tâm! À, đúng là cái bọn không biết lượng sức mình. Đâu phải cổ vũ, la lớn là chiến thắng đâu. Nằm mơ đi. Em nói đúng không em mấy chị? Chị đợi, đây trận đấu chưa kết thúc, không nói trước được điều gì đâu. Thì bây giờ mình không nói trước được, mình chờ hết trận đấu cái mình nói sao? Cảm ơn tụi em. Dạ. Chúng ta hãy thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả ở đây một trận đấu đáng nhớ đi nào. Tụi anh luôn thi đấu hết mình trong mỗi trận đấu dù đối thủ là ai đi nữa. Đó là sự tri ân của tụi anh dành cho người hâm mộ. Hy vọng tụi em sẽ vượt qua áp lực và để thi đấu tốt hơn trong hiệp 2. Dạ, cảm ơn hai anh. Quá bành hay lắm chị. Yên tâm, có tao ở đây bảo vệ mày với cũng lành mà. Lên đi, lên đi. không hề tiếp tục được nữa. Tự nhiên đâu phải kết thúc ngay tại đây. Không kết thúc, lỡ muốn chúng ghi thêm một bàn nữa thì sao? Muốn thổi tụi nó ăn cái quá. Ở đây đông người lắm. Tiến sĩ Đơn, kế hoạch lần này của ông lại thất bại nữa rồi. Ba ba nhìn kìa. Tiến sĩ Đơ á, chắc chắn rất tức giận. Ông ta lại thua nữa rồi. Bọn nhỏ đã dạy cho đám mất nhân một bài học về tinh thần thể thao, tinh thần tập thể. Dù thất bại nhưng tinh thần đoàn kết không bao giờ mất đi. Yeah! Tiến công đi! Trận đấu đang bị gián đoạn, không hiểu điều gì đang xảy ra với những ngôi sao bóng đá hàng đầu. Tuấn Anh và Minh Vương cũng đang dừng lại, chúng ta có lẽ sẽ phải chờ đợi. Mấy anh đang làm gì vậy? Nếu thi đấu tiếp, đội bóng của tụi anh sẽ là đội giành chiến thắng. Nhưng mà đội bóng đã giành chiến thắng trong lòng người hâm mộ và các cổ động viên ở đây là đội bóng của các em. Tụi em đã cho mọi người thấy sự nhiệt huyết, đam mê, thi đấu hết mình tới những giây phút cuối cùng. Tụi em xứng đáng với chiếc cúp vàng này. Dạ, ngay lúc này em cũng không biết phải cảm ơn các anh như thế nào nữa. Thực ra thì tụi anh biết các em tham gia giải đấu này là để giành chiến thắng và dùng số tiền thưởng để chữa bệnh cho bạn Bảo Ngọc. Tụi anh sau trận đấu quyết định sẽ quyên góp thêm để tụi em thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Chưa hết đâu, tụi anh còn muốn đội bóng của các em sẽ là lứa đầu tiên trong học viện bóng đá của tương lai. Thật tuyệt vời, đó là một hành động rất đẹp của những ngôi sao bóng đá hàng đầu. Điều đó thể hiện tinh thần thể thao cao thượng của Tuấn Anh, Minh Vương và đồng đội dành cho những người đàn em của mình. Đi tụi đi, giỏi lên, nằm mơ đi. Sao? Không chỉ bóng đá hả? Ở đâu ra? Vậy là các ông đã lừa rồi chúng tôi à? Ừ, lừa rồi sao? Ai chưa mới gặp nói cái tên liền. Cái bọn Tony đáng ghét này, thua thì thua đi, bài đặt thể hiện quyết tâm hả? Đó thì té lên té xuống, cho người ta nhìn thấy thương hay vậy? Rồi mấy người nữa, tinh thần fair play, dân tận chiến thắng cho đội bạn hả? Ở đâu ra, ở đâu ra? Ông sai rồi, chúng tôi thi đấu là vì đam mê, là vì gia đình, người thân và bạn bè, là vì tình cảm của tất cả những người hâm mộ và mọi người có trong khán đài này. Nói chuyện như mắc cười quá à. Đó là bài học dành cho ông đó, tiến sĩ Đơ. Lần này ông lại thua nữa rồi. Cút đây, 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 cút đây. Có tập trước không mà sao đều dữ vậy? Hay quá ha. Bà ở dưới đây rồi ăn hiếp ta hả? Tất cả các người về cái bọn cầu thủ này và gia đình nông dân siêu phàm, ta sẽ quay trở lại. Mọi người hãy nhớ đến ngày hôm nay. Cô Lô, ôi mọi người ơi, chúng ta hãy cùng côn vận động mỗi ngày. Cùng hợp tố thế giới mai sau sẽ yên ấm hơn, cùng chung tay mang đến cho mọi người niềm vui vì trái đất hãy giữ cho luôn xanh xanh đẹp. Ta hãy vận động tốt mỗi ngày cùng côn. Xin lỗi bác sĩ. Chú, Bảo Ngọc sao chú? Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Vậy mà cô chú làm con cứ tưởng. Vậy thì cô chú phải vui lên chứ. Tại cô mừng quá cho nên là không có cầm được nước mắt. Cô cảm ơn tụi con đã giúp Bảo Ngọc nhà cô nha. Dạ cô đừng có khóc nữa, để dành sức khỏe mà chăm sóc cho Bảo Ngọc nữa cô. Vậy là khi đó Bảo Ngọc có thể nhảy lại được rồi đúng không cô chú? Bác sĩ nói là sẽ khó, nhưng nếu như kiên trì và cố gắng sẽ được. Con tin nhất định Bảo Ngọc sẽ làm được, bởi vì bạn ấy luôn là người truyền động lực cho tụi con mà. nghe tin Ngọc mới khỏi bệnh là team mình tập hợp lại qua thăm liền nè. Bảo Ngọc ơi, nhảy cho tụi mình xem một bài đi. Không nhảy được đâu, tại vì tôi đang mới hết bệnh á. Không sao đâu Ngọc ơi. Nhảy đi. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Được rồi. Thì theo yêu cầu của mọi người thì hôm nay Ngọc sẽ dùng hết kỹ năng của Ngọc để trình diễn cho mọi người xem nha. Chuẩn bị. Wow. 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 Hết rồi. Anh Vinh, Bảo Ngọc mới hết bệnh mà sao nó nhảy dữ vậy? Không những nhảy mà nó còn lộn nữa kìa. Nãy giờ anh tưởng mình có siết không á. Mà hay đúng không? Hay chứ. Hay thiệt. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người. Ê, chào Chớp Chớp, chào Tấm Tuốt. À, em chào cô. Em chào chị Bảo Ngọc, em chào anh Vinh, em chào tất cả các anh chị. Mà sao hai bạn về đây chơi được vậy? Dễ mà, tụi mình chỉ cần tự bắt xe xuống là xong mà. Ê, đừng có nói với tôi á, là bạn với lại Tấm Tuốt lén mama và mama xuống đây nha. Không phải, tụi em có xin phép mama với lại baba. Mama với baba có đồng ý rồi. Baba còn gửi thư cho anh chị nè. Các con đã kết thúc chuyến hành trình để trở về với gia đình. Những gì các con có được trong chuyến hành trình này không phải là kỷ niệm mà là trải nghiệm. Sẽ còn rất nhiều những trải nghiệm khác đang chờ đợi các con ở phía trước. Chỉ cần các con luôn nhớ, gia đình nông dân siêu phàm và sữa Cool luôn đồng hành cùng các con, đồng hành để mang sữa Cool tới cho tất cả trẻ em Việt Nam. Hơn nữa, họ còn gửi rất nhiều sữa Cool cho các em nè. Wow, cảm ơn ba Bự, cảm ơn mama Bay. Ngoài ra, tôi xuống dưới đây để thông báo cho mọi người một tin quan trọng. Có một nhà đầu tư thiên thần sau khi xem xong trận đấu của đội bóng chúng ta đã quyết định mời team của chúng ta về học viện bóng đá để luyện tập. Thiệt hả? Thiệt mà, thông tin của tớ luôn luôn chính xác. Nên là tớ mang quả bóng Cool xuống để luyện tập chung với mọi người nè. Vậy còn chần chờ gì nữa, bây giờ team mình tập luyện thôi nào. Yeah. À, mọi người tập luyện có mệt đó thì nói với tôi lấy sữa Cool sô-cô-la lúa mạch uống để bổ sung năng lượng cho mọi người nha. Yeah. Chỉ cần mình cùng cố lên, mình lại cùng hãy cố lên. Chỉ cần ta chân cứng đá mềm thì sỏi đá không nên cơm. Hãy cố lên dù chặng đường dài cố lên. Mọi người ơi, chúng ta hãy cùng nhau rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng một tập thể đoàn kết và đừng quên uống sữa Cool mỗi ngày nha. Trong tương lai hãy đến nói với tôi này. Tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện Chase Your Dream bằng bài hát của tôi này. Chẳng ngại ngần cứ là mình cứ theo đuổi ước mơ. Công an, y tá hay là gamer, youtuber, giáo viên này, kỹ sư này, nhạc sĩ hay là ca sĩ. Whatever you wanna be. Chỉ cần mình cùng cố lên, mình ngại ngùng hãy cố lên. Chỉ cần ta chân cứng đá mềm thì sỏi đá cũng nên cơm. Hãy cố lên. Your dream's so cool. Chase your dream, 'cause your dream's so cool. Chase your dream, 'cause your dream's so cool. Chase your dream, 'cause your dream's so cool. Chỉ cần mình cùng cố.